Xin chào mọi người, hôm nay Vi Hơi Quán sẽ cùng mọi người làm cái nồi lẩu riêu cua nhá. Nhưng mà mình ăn với hải sản ấy. Thì lẩu hải sản với lẩu bò, lẩu gà thì mình cũng ăn nhiều rồi. Thì hôm nay Vi Hơi Quán sẽ cùng mọi người làm cái món lẩu vừa là miệng, ăn vừa rất là ngon nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm lẩu riêu cua, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho một ít cua mình mua mình xay nhỏ ấy, để mình làm nước lẩu. Và cái gạch của cua thì mình sẽ xào vàng lên. Còn cái hải sản mình ăn kèm thì chúng ta có thể ăn với cá, với tôm, với mực, với thịt bò nhá. Thì nhà mình có cái gì thì mình ăn cái đó. Nhưng mà căn bản là hôm nay mình giới thiệu là cái cách làm cái nước riêu cua để mình ăn lẩu á. Chúng ta ăn kèm với hai quả trứng gà để mình làm nước lẩu nhá. Đậu hũ và cà chua với là hành khô để mình phi, còn hành lá với lại rau ngò gai á, gọi là mùi tàu á, để mình cho vào cho nó nước lẩu cho nó thơm ngon nha mọi người. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị cái nước lẩu này, mình sẽ lọc cái nước cua này để mình chuẩn bị làm lẩu nhá. Thì đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị một cái tô nước này để mình cho cái cua này vào để mình lọc, để mình lấy nước để mình làm lẩu. Chúng ta có thể cho cái cua này xay này mình vào để mình làm nhé. Cái này chúng ta sẽ đảo cho nó tan đều để chúng ta lọc lấy nước nhá. Thì chúng ta có thể dùng bao tay mình bóp nhuyễn cái này cũng được. Thì hôm nay mình sẽ làm cái nước lẩu riêu cua này, nên mọi người xem cái cách mình làm nước lẩu như thế nào nhá. Còn tôm mực thì mình có cái gì mình ăn cái đó thôi. Còn căn bản là mình làm cái nước riêu cua này. Thì sau khi mình đã đánh tan cái cua này, mình sẽ lọc ra, mình lấy nước. Mình sẽ cho vào cái song này nhá. Chuẩn bị cái song này mình lọc luôn. Mình sẽ bỏ cái bả của cua đi. Thì các bạn ăn làm nồi lẩu to thì mình cho nước nhiều lên nhá. Sau khi cái nước lẩu mình đã lọc xong, mình sẽ cho gia vị vào cái nước lẩu này luôn nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ ở đây là một muỗng canh phở nhá. Mình sẽ cho một muỗng canh phở đường. Thì mọi người mà ăn ngọt thì mình cho nhiều lên, còn mình ăn ít ngọt thì cho bớt lại. Cho một nửa thìa canh phở bột ngọt. Mình sẽ cho một thìa hạt nêm nhé. Hai thìa tương ớt. Và một xíu muối nhá. Tại vì trong cua xay mình có muối đó, mình cho ít lại thôi, mình không cho thêm nhiều á. Mình sẽ cho một ít muối iốt vào đây đó. Và một xíu tiêu xay nữa. Mình sẽ cho một ít tiêu xay vào đây. Mình sẽ đảo đều ạ. Đảo đều xong cho nó gia vị hòa tan. Thì để cái nước riêu cua này mình có nhiều gạch cua thì với lại nó nhìn hấp dẫn hơn, mình sẽ cho hai quả trứng vào, mình sẽ đập vào để làm cái nước lẩu cho thơm ngon nha mọi người.
Đây mình sẽ cho hai quả trứng gà này vào. Mình sẽ cho vào cái nước nồi lẩu này luôn, khi nào mình sẽ có một nồi lẩu rất là ngon đấy. Ai xem cũng tưởng là gạch cua nhưng mà thực ra là trứng gà nó kết lại nha mọi người. Rồi chuyển qua phần phi hành phi nước lẩu thì chúng ta chuẩn bị cho mình một cái chảo để mình phi nước lẩu nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho lửa lên mình phi cái nước lẩu nhá. Cho dầu nóng lên mình sẽ cho phi cái cà chua với hành khô với cái gạch cua này mình lên nhá. Mình sẽ cho phần hành khô này, cà chua này, sau đó mình sẽ cho phần gạch cua này vào để mình chưa thơm lên. Rồi mình sẽ đổ phần cái nước lẩu cua vào nhá. Mình sẽ đổ nước lẩu vào. Lúc này mình sẽ không quấy nữa, mình sẽ giữ nguyên nó để cho nó cái trứng nó mình của mình nó kết lại ấy. Các bạn không có đảo nhá. Mình sẽ để cái nồi lẩu như vậy để cho cái trứng nó đông kết lại để cho nó tạo thành cục cho nó nhìn nó rất là hấp dẫn. Còn mà các bạn mà quậy đảo đều thì nó sẽ tan ra hết á, nó sẽ không có hấp dẫn cho mọi người. Chờ một xíu trứng nó kết lại mình sẽ đảo. Thì cái lẩu riêu cua này sẽ có một bí quyết mà mình muốn chỉ cho mọi người, thì chờ xíu nước sôi mình sẽ cho cái bí quyết của nó vào. Chờ một xíu nha mọi người. Rồi sau khi cái nồi nước sôi của mình, nước lẩu mình đã sôi thì mình sẽ cho một bí quyết vào, đó là mình sẽ cho một ít mắm tôm vào để cho cái nồi lẩu của mình nó thơm với nó hấp dẫn hơn nhá. Thì mắm tôm này thì nhưng mà mình ăn nhiều thì mình cho một xíu nữa, còn không ăn thì mình cho một bớt lại một xíu nhá. Nhưng mà mình sẽ cho một ít mắm tôm vào để tạo mùi cái nồi lẩu nó rất là thơm ngon nhá, hợp với lẩu cua đồng nhá. Và lúc này chúng ta sẽ đảo đều rồi, vì cái trứng của mình nó sẽ đã đông kết lại rồi ấy. Đấy, mọi người nhìn xem, đông kết trứng lại rồi. Thì mình sẽ làm một cái nồi lẩu cua đồng toàn là gạch không, thì nhiều người nhìn vào nói đây là gạch cua nhưng mà thực tế đây là cái trứng của mình nó đông kết lại ấy. Thì đến lúc này mình sẽ nêm lại gia vị xem cái khẩu vị của gia đình mình đã vừa ăn chưa nha mọi người. Ai ăn ớt thì cho ớt vào. Bây giờ mình sẽ cho phần ngò gai với lại rồi hành lá, bây giờ mình cho một ít mướp hương vào nhá. Ăn lẩu cua cho một ít mướp hương vào rất là thơm. Và mình sẽ cho đây một xíu nước mắm nữa. Cho một xíu mắm ngon cho nó dậy cái mùi thơm của cây lẩu. Đây mình sẽ cho một ít nước mắm. Đó. Và mình sẽ múc cái nồi lẩu cua ra cho mọi người cùng xem nhá. Thì nhìn rất là nhiều gạch, các bạn nhìn xem gạch cua rất là nhiều. Đấy, rất là ngon nhá.
Thì mình không không có cho màu, không cho mè gì hết, mà mình sẽ phi cà chua lên với lại cái gạch cua nó vàng như nồi lẩu rất là hấp dẫn nhá. Thì hôm nay cái bia hơi quán làm cái video lẩu riêu cua này để mọi người cùng xem và đóng góp ý kiến để bia hơi quán phát triển hơn nhá. Thì mọi người mà thấy video của mình hay và hữu ích thì chia sẻ ủng hộ kênh của bia hơi quán nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nếu mà khi ăn nóng lên chúng ta sẽ cho cái phần mực với cá với tôm này vào mình ăn cùng nhá, ăn kèm với rau. Thì video của bia hơi quán đến đây là kết thúc nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem ủng hộ bia hơi quán nhá. Hẹn gặp lại mọi người video sau ạ. Bye bye.